vị đang đến với thông tin phản ánh từ đường dây nóng của nhiều người dân ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông qua số điện thoại cùng với hệ thống Zalo là 0971225053. Chương trình đã tiếp nhận hình ảnh bà con tại đây đang phải sống trong sự ô nhiễm với những lớp bụi đen bám đầy trên mọi vật dụng. Và những căn bệnh về đường hô hấp, về da liễu bủa vây, nhiều hộ gia đình tại đây khiến họ mỗi ngày đều sống trong sự sợ hãi. Tiếp nhận thông tin này thì ngay trong sáng nay, nhóm phóng viên của chương trình đã có mặt tại đây tìm hiểu thực hư vụ việc. Theo người dân, nguồn bụi tro này xuất phát từ công ty cổ phần Domina chế biến thủy sản ở gần đó. Hệ thống ống khói từ công ty này hoạt động là bụi tro sẽ xuất hiện, chẳng chừa một ngóc cách nào trong nhà. Bây giờ bụi bặm nó bay tràn lan trên nhà cửa rồi tất cả chỗ nào, quần áo cũng vậy nữa. Nó ô nhiễm môi trường của tàu đất đi. Gió trước ở dưới là do Bình Mỹ Hiệp nó chở qua đây thì nó vậy, còn gió trước ở dưới lên thì nó qua mình chở. Bụi bay nhúng nhúng nhỉ nhuyễn nó bay vô nhà nhúng 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 rồi quét ngày mấy lần luôn mà nó cũng còn y gan bụi có hoài. Bụi tro bủa vây không chỉ làm bẩn nhà cửa mà những ngày qua người dân còn phải lo lắng khi có nhiều trường hợp thường xuyên mắc bệnh, nặng thì liên quan đến đường hô hấp, nhẹ thì các bệnh ngoài da. Thì khói bụi nó bay vô nhà rồi cái rồi nó dính mình bận đồ vô nó ngứa nè, gãy nè. Thấy không? Mình bị vậy lâu chưa? Hình như năm nào cái cỡ này là cũng có rồi. Cái khói bụi này từ hôm Tết giờ lắm á. Bụi dữ lắm. Được biết trước đây tình trạng này đã từng diễn ra, phía công ty đã có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên sau một thời gian tạm lắng thì nay lại tái diễn. Đề nghị làm sao ở cấp trên giải quyết cái khâu đó cho nó sạch sẽ cho khu dân cư này cho anh em ta thoải mái. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh cho biết do hệ thống xử lý khí thải của công ty cổ phần Domina bị sự cố trong những ngày qua nên xảy ra tình trạng trên. Địa phương đã yêu cầu phía công ty sớm khắc phục để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cho người dân xung quanh. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện sẽ tiến hành kiểm tra và làm việc chính thức với công ty này liên quan đến các vấn đề xử lý khói bụi mà người dân phản ánh trong thời gian qua.